Nối tiếp Diệp Lâm Anh, một sao nam công khai việc bị gắn thiết bị theo dõi vào xe riêng. Diệp Lâm Anh không phải nghệ sĩ đầu tiên gặp trường hợp bị kẻ gian lén lút theo dõi. Vào đầu tháng 10 vừa qua, Diệp Lâm Anh không khỏi bức xúc khi phát hiện xe ô tô bị gắn thiết bị bởi kẻ gian. Cựu người mẫu bức xúc chia sẻ, không biết mấy người này có âm mưu gì mà sáng tối ngồi ở trước cửa nhà, công ty, quán xá của mình để phóng to, phóng nhỏ chụp ảnh liên tục. Mình thấy lạ lạ nên để ý xem sao. Lúc mới chạy xe ra khỏi hầm tự nhiên thấy người này giơ điện thoại lên quay theo mình. Mình dừng xe lại và cũng giơ điện thoại lên quay ngược lại thì người này giả vờ quay lên tòa nhà. Sau khi ồn ào bị kẻ gian gắn thiết bị định vị lên xe riêng của cựu người mẫu chưa lắng xuống, mới đây một sao nam xứ Trung cũng phát hiện trường hợp tương tự như Diệp Lâm Anh. Đặc biệt anh cho biết đây không phải là lần đầu tiên gặp phải việc bị ai đó lén lút theo dõi. Cụ thể vào ngày 29 tháng 11, Sina đưa tin công ty quản lý của La Vân Hy cho biết đã phát hiện một thiết bị định vị được gắn vào xe nam diễn viên thường sử dụng. Đại diện nam diễn viên nói thêm, hành vi theo dõi này xâm phạm nghiêm trọng đến quyền riêng tư của nghệ sĩ, ảnh hưởng tới quá trình hợp tác với đoàn phim. Công ty chúng tôi cực lực lên án hành động này, đã thu thập chứng cứ theo quy định của pháp luật và quyết không dung thứ. Ngoài ra, về những hành động mua bán thông tin, bám đuôi theo xe riêng tới phim trường, khách sạn của một bộ phận phán cuồng. Phía La Vân Hy cho biết, họ hoàn toàn phản đối và nam diễn viên vô cùng tức giận khi biết bản thân bị ngầm theo dõi trong thời gian qua.